Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giai TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này thì Ba Giây tiếp tục cập nhật những thông tin có liên quan tới chị Hai Soạn để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Thời gian qua thì chị Soạn đã nói là tôi có lỗi với chồng, với con. Đó là sự thật tôi có lỗi rất là nhiều. Tuy nhiên, chị Soan cũng khẳng định rằng qua những cái hoạt động của mình đó thì chị đã giúp được phơi bày nhiều điều xấu xa ở trong xã hội. Nhưng mà xã hội mà tôi đã làm hết sức có thể. Chị Soan đã cho biết là mình sẽ rút lui ở trong danh dự và trong cái tình cảm của những cái người là yêu mến. Với cái độ tuổi hiện tại đó thì chị Soàn nhấn mạnh là không muốn tiếp tục bon chen nữa. Tôi có tuổi rồi, tôi là không bon chen để làm cái gì nữa tuy nhiên đó mọi thứ phải nói đã thay đổi không lâu sau những cái tuyên bố tưởng chừng như là chắc nịch này quý vị. chỉ là trong một đến hai ngày sau đó thôi thì chị soàn lại tiếp tục xuất hiện ở trên các cái buổi livestream với các phong cách là quen thuộc những cái phát ngôn ngông cuồng và ngạo mạn không kiêng nể ai cả những cái livestream của chị soàn vẫn mang đậm cái màu sắc là gây hắn để làm mâu thuẫn lên cao và tiếp tục tạo ra phải nói là nhiều tranh cãi gây gắt cái giọng điệu của chị Soàn không chỉ là thể hiện cái sự là khiêu khích và còn là công kích trực tiếp những cá nhân. Chị Soàn vẫn tỏa ra là không quan tâm tới là chỉ trích từ dư luận và thẳng thắn tuyên bố là sẽ là tiếp tục làm theo cái cách của mình. Mới đây đó thì cái trang truyền thông chính thức của khu du lịch với cái tên của khu du lịch của chị Soàn đã là đăng tải thông báo trên các cái kênh tiktok và youtube chính thức của chị Soàn này. Theo nội dung được công bố đó thì cái hệ thống truyền thông này phải nói là nhiều kênh chính thức ở trên các cái nền tảng mạng xã hội nhằm để là quản lý và cung cấp thông tin một cách tập trung và chính xác. Danh sách này phải nói là rất là nhiều cái kênh tiktok rồi facebook cũng như là youtube mang tên của là chị Hai Soạn nha quý vị. Thì bà ta thông báo còn kết thúc bằng cái lời hẹn gặp mọi người vào ngày 3 tháng 11 tại cái khu du lịch dự kiến đây có thể là cái dịp mà chị Soàn sẽ là trực tiếp xuất hiện rồi tiếp tục giao lưu và tương tác với là nhiều du khách. Cái động thái công bố các cái tài khoản ở trên mạng xã hội chính thức của chị Soàn đó có thể là được xem như là một cái thông điệp rõ ràng về cái ý định là tiếp tục tham gia vào những cái cuộc tranh luận, tranh cãi đang là xoay quanh tên tuổi của chị ta sau những cái tuyên bố trước đó về cái việc là rút lui khỏi các cái vấn đề ở trên mạng xã hội để là tập trung cho gia đình đó cái động thái này đó dường như là gửi đi cái tín hiệu ngược lại cái sự công khai này đó không chỉ đơn thuần để là tạo ra cái kênh tương tác với khán giả mà là còn có thể là được xem là một cái chiến lược truyền thông chủ động nhằm là kiểm soát và định hướng thông điệp từ phía của chị Soan cái động thái này đó thể hiện cái sự là sẵn sàng của chị Soàn trong cái việc là tiếp tục đối đầu với những cái chỉ trích rồi tranh cãi đã và đang xoay quanh chị Soàn. Đồng thời là không loại trừ khả năng là chị Soàn muốn là tuyên chiến với bất kỳ cá nhân hoặc là tổ chức nào dám là công kích tới bà. Cái việc chính thức tái xuất ở trên mạng xã hội khiến cho nhiều người dự đoán rằng là chị Soàn có thể là tiếp tục làm dậy sóng dư luận ở trong cái thời gian sắp tới. Mặc dù là cái sự trả lại của chị Soàn đã nhận được cái sự hưởng ứng tích cực từ nhiều người hâm mộ của riêng bà. Tuy nhiên là không ít fan ruột của bà ta cũng bày tỏ cái sự lo lắng. Họ vui mừng vì cuối cùng đã có các cái kênh chính thức để bà giao lưu tương tác trực tiếp với là thần tượng của mình. Tuy nhiên bên cạnh cái sự là phấn khích ấy đó, không ít người đã gửi đến những cái lời khuyên chân thành họ mong muốn là chị Soàn chỉ tập trung vào những cái nội dung nhẹ nhàng, vui vẻ như là ca hát, nè rồi giao lưu cùng với khán giả hoặc là chia sẻ những cái kinh nghiệm sống, những cái câu chuyện ý nghĩa. Rõ ràng ngay kể cả là những cái fan thân thiết đó cũng không khỏi là ngán ngẩm trước cái khả năng là chị Soàn sẽ là tiếp tục sẽ dính vào những cái tranh cãi không hồi kết thậm chí là họ còn khuyên chị soàn nên giữ tỉnh táo để là tránh dướng vào những cái rắc rối pháp lý cũng như là trước đây cái việc chị soàn không tôn thờ à, thầy Minh Tuệ đó là cái quyền cá nhân của chị ta hoàn toàn không có ai có thể là ép buộc hay là can thiệp vào cái niềm tin cá nhân ấy tuy nhiên trong xã hội đó mỗi cá nhân đều có quyền tự do tín ngưỡng được là pháp luật bảo vệ những cái người là chọn tôn thờ thầy Minh Tuệ hay là bất kỳ ai khác đều đang thực hiện cái quyền tự do tín ngưỡng của mình và cái điều này cần được tôn trọng khi mà chị Soàn sử dụng những cái từ ngữ mang tính khinh biệt cũng như là ám chỉ cái người tôn thờ thầy Minh Tuệ là cái người u mê hoặc là xem họ là những cái đám đông tập hợp lại làm tổn thương và xúc phạm đến những cái người ấy đẩy cái tình hình mâu thuẫn đi xa hơn thật khó hiểu khi chị Ha Soàn người từng quy y và tham gia các cái hoạt động tôn giáo lại là dùng những cái lời lẽ phải nói là khó nghe đối với những cái người có niềm tin vào Phật pháp chân chính. Quyền không tôn kính thầy Minh Tuệ là của bà, nhưng mà cái việc làm miệt thị tín ngưỡng của người khác đi ngược lại tinh thần từ bi và tôn trọng mà Phật giáo đã đề cao. Ngoài ra đó thì chị Soàn khẳng định rằng là mình chỉ tôn thờ tổ tiên, ông bà, quê hương nước và phủ nhận các cái niềm tin khác cũng như là cái sự tôn kính đối với thầy Minh Tuệ là không đúng. Thực tế đó cái lòng hiếu kính với tổ tiên và cái tình yêu thương là giá trị chung của mọi người Việt Nam, không phải là chỉ riêng chỉ soàn cần phải nhắc nhở người khác về cái điều đó. Những cái giá trị này đó là luôn tồn tại và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác là cái nền tảng cho đạo đức và lối sống của mỗi cá nhân ở trong xã hội. Tuy nhiên cái niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng cá nhân cũng là một cái phần quan trọng ở trong đời sống tinh thần của nhiều người. Kính thưa quý vị, theo quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia đó, cái quyền tự do tín ngưỡng là cái quyền cơ bản của mỗi cá nhân. Bất kỳ ai cũng có quyền là theo đuổi niềm tin tâm linh mà mình lựa chọn miễn là không ảnh hưởng đến là lợi ích chung của cộng đồng đạo và đời là hai cái phạm trù có thể là đồng hành và bổ sung cho nhau chứ không là đối lập một người có thể là vừa tôn thờ và hiếu kính cha mẹ tổ tiên vừa có cái niềm tin tôn giáo tôn giáo là giúp cho cái con người tìm kiếm cái sự an bình nội tâm và sống tốt hơn ở trong xã hội không phải là cái yếu tố làm suy yếu tình yêu thương gia đình hay là đất nước và kính thưa quý vị và các bạn, một cái diễn biến khác đó là ủng hộ cho chị Soàn. Thì mới đây thêm một cái youtuber phải hầu tòa góp thêm vào cái danh sách đen dài hơn cả 10 ngón tay. Cái vụ là đánh nhầm người vì nghe theo nhóm youtuber ủng hộ cho chị Soàn. Xảy ra vào ngày 9 tháng 2 năm 2022 ở tại Gò Dấp. Liên quan tới là bà Chiên là chị gái của là Ninh Lan đó quý vị. Liên quan việc là đi đánh Đinh Thị Lan nhưng mà đánh nhầm chị gái là Đinh Thị Chiên rồi sau đó bà Chiên đã tố giác cái nhóm người đến là công an quận Gò Dấp về cái hành vi là cố ý gây thương tích, du khống làm là nhục và bà Chiên đã là bị mất 120 triệu đồng cùng với một cái sợi dây chuyền vàng. Qua quá trình điều tra thì chỉ truy tố là Vũ Văn Thịnh cái đối tượng trực tiếp ra tay để gây thương tích 20% cho bà Chiên. Những cái người là youtuber có mặt cả tại mà cái hôm xảy ra vụ án đó rồi sau đó bị xử phạt hành chính về các cái hành vi là tổ chức thuê rồi xúi dục kích động người khác gây rối trật tự cao cộng. Phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 21 tháng 2 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận Gò Dấp, thành phố Hồ Chí Minh đã là tuyên phạt là thịnh 1 năm tù về cái tội là cố ý gây thương tích buộc bồi thường cho bị hại là Đinh Thị Chiên là 74,5 triệu đồng. Bị cáo Vũ Văn Thịnh sau đó đó rồi kháng cáo xin hưởng an treo. Riêng bị hại Đinh Thị Chiên cũng kháng cáo vì cho rằng cái cấp sơ thẩm là vi phạm thủ tục tố tụng đã là bỏ lọt tội phạm và cái hành vi phạm tội khi là không xem xét trách nhiệm của những cái youtuber là có liên quan phiên tòa phúc thẩm sau đó được mở hội đồng xét xử là cũng có một số quan điểm đồng ý như là trong đơn kháng cáo của bị hại do đó là tuyên hủy kết quả sơ thẩm để là điều tra truy tố xét xử lại quá trình điều tra lại đó thay đổi phải nói là rất nhiều so với kết quả cái phiên sơ thẩm cụ thể cũng như là thứ nhất đó chuyển đổi cái khung 1 thành khung 2 cái tội là cố ý gây thương tích với cái mức án từ à, 2 đến 6 năm tù với lý do tội phạm à, có tổ chức và có cái tình tiết tăng nặng là phạm tội có tính chất công đồ. Rõ ràng là Thịnh đã cố ý phạm tội đến cùng dù là bà Chiên đã gian sinh và liên tục nói là đã là tác động nhầm người nhưng mà Thịnh mặc kệ không quan tâm. Thứ hai đó truy tố thêm là Nguyễn Việt Anh thay vì trước đó là chỉ mỗi là Vũ Văn Thịnh ở trong cái tội cố ý gây thương tích. Việt Anh chính là cái người là rủ Thịnh đi tìm Đinh Lan, cũng là cái người mà khi thấy là bà Chiên và chỉ tay vào bà Chiên là hô lên, đúng là Đinh Lan rồi. Việt Anh là có mặt tại hiện trường, nhưng mà không có cái hành động là ngăn cản. Riêng các cái vấn đề cũng như là xem xét cái vai trò của là Điền Võ, có là tham gia là quấn là chị Chiên hay là không, thì thấy không có đề cập ở trong cáo trạng. Một cái hành vi khác cũng là không thấy đề cập đến. Đó là có hay là không, cái việc là nhóm người dùng vũ lực để là cướp tài sản của bà Chiên, bao gồm là dây chuyền nè và cái số tiền là 120 triệu Việt Nam đồng. Cái điều đáng nói đó là sau khi gây án xong đó, các cái đối tượng là liên tục lên trên mạng xã hội bôi nhọ à, chị Chiên vốn là một cái giáo viên và còn bị đánh nhầm đáng lẽ ra khi mà đánh nhầm đó phải biết hối lỗi đằng này đó chúng càng là ngang ngược khi mà liên tục lên trên mạng xã hội để là bôi nhọ chị chiên vốn là một cái giáo viên đó chính là cái động lực để cho bà chiên và bà đinh lan là quyết theo đuổi cái vụ án này đến cùng xét thấy cái vụ án là có liên quan tới là bà đinh lan do đó là tòa án từng triệu tập bà lan có mặt ở trong cái phiên tòa với cái vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhằm là sáng tỏa mọi điều mới đây đó thì sau khi nhận cáo trạng truy tố đó cái khung là cao hơn cái phiên sơ thẩm thì à, thịnh đã nhắn tin là xin là đinh lan à, tha thứ bỏ qua vì còn phải là nuôi mẹ già bị bệnh tất nhiên là bà đinh lan không đồng ý theo bà đinh lan đó thì anh này đã dựng chuyện cái vụ là đinh lan làm nhà mà không thanh toán tiền thiết nghĩ là thịnh muốn đinh lan tha cho thì phải là khai tất cả mọi chuyện liên quan tới cái vụ án này. Đặc biệt là cái thời gian qua đó, à, bà Lan thường hay nhắc đến là Điền Võ, tức là Võ Minh Điền đã bị bắt vào tháng 2 năm 2023 về cái tội là gây rối trật tự cao cộng. Bà Lan đã cho rằng có một cái đoạn video clip là Võ Minh Điền nhận cái cuộc gọi của chị Soàn hỏi thăm về cái việc là tới nhà của bà Đinh Lan. Do đó là bà Đinh La cho rằng là chị Soàn là chủ mưu của cái vụ việc. Đúng là tính chất mà chị Soàn thường hay nói là sẽ dùng lực rừng. Đó là một trong những cái lý do tòa đã triệu tập bà Đinh Lan để lấy lời khai của bà này. Bởi vì lẽ là mọi chuyện mâu thuẫn bắt nguồn từ bà Vũ Văn Thịnh và cái nhóm YouTuber. Có thể thấy một điều đó, đến nay đó liên quan tới chị Soàn phải nói là rất nhiều người đã là sổ khám cũng như là Nhâm Hoàng Khang là fan cứng của chị Soàn hiện đang thụ án 10 năm về cái tội là cưỡng đoạt tài sản. Tiến sĩ luật là giảng viên ở trường đại học luật, cái người là hứa bảo vệ và hứa đi cùng chuyến xe với chị Soàn bị 2 năm tù giam vì cái tội danh là 331. Và ba cái người nâu tỳ mỗi người mỗi năm vì cũng cái tội danh cũng như là chị Soàn. Hai cái người khác hầu tòa về cái việc là ủng hộ cho chị Soàn với cái câu nói là cái nhiệm vụ của chúng ta là phải đánh sập VOV. Thế là hai anh bạn trẻ này cùng với một cháu nhỏ tham gia đánh sập đài VOV thật. Chưa kể là hàng loạt người bị xử phạt là liên quan tới chị Soàn trong cái vụ đài VOV bị đánh sập. Rồi kêu gọi biểu tình đòi công bằng cho chị Soàn. Khi kêu thì to còi, khi mà gọi lên bị xử phạt thì phải nói là run sợ, co cứng. Cái anh này bị xử phạt về cái hành vi là tổ chức xúi dục rồi kích động người khác để gây rối, làm là mất trật tự công cộng. Trước đó thì à, chưa kể tới là chị Soàn kéo quân tới nhà nhiều người như là trốn không có pháp luật. Lần đầu tiên ở trong lịch sử đó có một cái người đàn bà lên ở trên mạng xã hội tố người này rồi đến người khác rồi dựng chuyện để tố rồi đi vào sổ khám. Hiện nay đó thì chị Soàn đã nhiều lần khen tặng à, giới thiệu các cái kênh YouTube để làm tay sai cho mình nhằm để là công kích vào những cái người đối nghịch với chị ta. Có lẽ đó, sắp tới cũng mà có thêm là những cái người là chung số phận cũng như là tiến sĩ luật và ba đô tỳ của chị Soàn. Thiết nghĩ đó, vì cái lời khen của chị Soàn đó, nhưng mà thực ra đó là một cái cách điều khiển của chị Soàn. Các cái kênh này tưởng là thật, lại lao vào cũng như là con thiêu thân. Cuối cùng dướng vào trong lao lý. Lúc đó thì chị Soàn coi như là xem như là chưa hề quen biết. Và thời gian sắp tới thì những cái câu chuyện ồn ào như thế này thì được các cơ quan chức năng xử lý như thế nào thì chúng ta cũng theo dõi quý vị và các bạn. Và bây giờ bà Giai xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.